Ok, mình tên là Mai Ly Nguyễn. Ngày hôm nay mình đến với MB Cup là mình tình cờ qua một người bạn ở Hà Lan về giới thiệu cho mình đến đây. Và mình đến thì mình rất là sợ, tại vì nói chung là mặc dù là ham đẹp mà sợ đau, sợ có những cái mà không vừa ý, cho nên không biết tại sao nhưng mà mình có một cái xúc thúc đẩy là mình tự tin lên, phải cố gắng lên làm đẹp. Thì mình chị mới nói là nhìn đi nhìn lại, xong chị có một cô Hòa đi tư vấn rất dễ thương, thì chị Hòa mới nói với mình là thôi bây giờ thời gian chị không có nhiều, tại mình về Việt Nam quá ít, cho nên chị Hòa nói thôi chị làm chút quần tráng đi, cấy mỡ lên. Thì mình nói nếu mà cấy mỡ thì phải làm như thế nào, thì chị Hòa nói nhẹ lắm, chỉ cần lấy một chút mỡ cánh tay là đưa lên trán là ok. Thế là mình cũng nghe nói phê quá là mình làm liền. Thế là mình làm lên thì mình thấy quá trời đạt như ý, mình đi đâu ai cũng kêu mình là con bé buffet. Thế là thích quá, mình không biết mà mình thích mức độ như vậy, ngay cả ông chồng mình còn nói chứ sao đi làm sớm. Thế là thích quá trời luôn, mà vô tình cái sự tình cờ mà nó đưa đến một cái kết quả rất cao. Thì mình mong là sau cái lần thí nghiệm của mình thì mong là các chị em nào quan tâm sắc đẹp thì nên đến đây, em cáp rất là đáng tin cậy cho các chị em phụ nữ mình. Và thêm một điều quan trọng nha, mình thấy giá cả rất là phải chăng. Phần trán của chị là nó theo lời chị Hòa nói thì nó hơi bị gồ ghề, nó không có đồng nhiều, cái màu sắc tố da nó không có được đẹp, cho nên do cái sự nó không đồng đều về cái sắc tố da và nó không có phẳng, cho nên nếu mà cấy mỡ lên thì da trán phẳng và rất là đẹp. Và chị Hòa có tư vấn là nên làm hai cái rãnh má chỗ này mà chị lại không làm, nguyên nhân là sợ. Nếu mà nghe lời chị Hòa bữa nay chắc rất là vui, tại vì sao sau khi làm cái trán lên á thì mình thấy cái trán đẹp quá mà cái chỗ này nó không đẹp nè, nhưng mà too late, muộn rồi, thôi để lần sau. Ở Việt Nam về cái tiến bộ hiện nay về nói về sắc đẹp, về thẩm mỹ thì tiến bộ rất xa xa hơn Mỹ nhiều, về về cái kỹ thuật cao, kỹ thuật công nghệ mới, làm nhiều cái công nghệ rất là cao. Có lẽ ở Mỹ người ta không quan tâm về hình thức lắm, cho nên về cái technology về đẹp thì người ta không quan tâm lắm, cho nên là nó không có như ở đây. Và khi mà khi cho nên vì cái suy nghĩ của người Mỹ, họ quan tâm về cái nét đẹp thiên nhiên gì đó mình không hiểu, cho nên về thẩm mỹ bên đó rất là đắt tiền nhưng mà không đạt như ý. Đó là cái mà mình thấy về Việt Nam thì chu đáo hơn. Như các em ở đây này coi như là tận tình, coi như là phỏng vấn, coi như quan tâm hỏi điều kiện của mình, nhu cầu của mình, những chi tiết mình cần làm, công nghệ, cái cách làm theo cái công nghệ mới bây giờ rất là tốt và tự nhiên và không đau. Đau chỉ 1 hay 2 ngày, đau không đau thì không đúng, mà 1 2 ngày cần có thì có, thì nhưng mà sau đó thì lại rất là đẹp, rất là ưng ý. Cho nên là mình thấy là Việt Nam mình rất là tốt, hiện tại và trong tương lai mình nghĩ sẽ tốt hơn. Cho nên các chị em ở Việt Nam, ở Mỹ hay các nước nên về Việt Nam làm đẹp, mình thấy như vậy. Nếu quan tâm về sắc đẹp nên về cũng làm tí cho yêu đời lên thì cũng thấy cũng nên làm, mà là các em nhân viên ở đây rất là dễ thương nữa. Như là nhà vậy, mình cảm thấy như là nhà chứ không có cảm thấy thất là thân thiện. Đó là cái điều mà mình thấy rất rất là quan tâm. Cứ vào 1 2 tiếng thì có người vô cho mình là lúc cháo cho mình ăn, mặc dù mình chẳng có phải là đại phẫu gì. Mình nói là chỉ cần vô làm thì xong mình đi về được, nhưng mà bác sĩ lại ân cần quá không cho mình về, tại mình cũng không phải đại phẫu, mình chỉ làm chút xíu trên này thôi, không làm gì nhiều, cho nên là do ân cần quá muốn giữ mình lại, cho nên là các nhân viên đây rất là tốt. Cứ 2 tiếng vô hỏi chị có ăn cháo không, chị có uống nước không, rất tốt, nói chung là rất tốt, rất là hài lòng. Đương nhiên chị nghĩ là nơi đây sẽ là nơi mà chị sẽ đến trong tương lai nếu chị chẳng còn quan tâm sắc đẹp, và mong rằng các chị em phụ nữ gần xa, đặc biệt là các chị em ở Mỹ nha, nếu quan tâm sắc đẹp hãy đến em cáo và sẽ đem đến cho bạn niềm vui. Cảm ơn chị. Bye bye.